Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Blockspot Anchia NFT và có token là BSBT đến từ cái dự án này nha các bạn. Thì đây là đăng chủ của dự án. Thì dự án này cũng làm về MST và được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain và cũng là một dự án làm về Black Phantom nha các bạn. Ngoài MST ra thì họ còn là làm về staking này. Các bạn có thể là dùng NFT để staking kiếm những con token là BSBT này. Thì họ đang có chương trình airdrop, đó là tham gia vào cái airdrop này chúng ta sẽ ăn chia là 10.000 NFT, kèm theo đó là 9.000 token BSBT nhé. Ok, thì để tham gia vào cái airdrop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra và ấn nút start để cho với bot. Tiếp theo đó thì các bạn cộng hoặc trừ hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây nhé. Sau đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là follow Twitter, like và chia sẻ lại bài viết. Các bạn vào nhiệm vụ đầu tiên. Thì trên Twitter các bạn tiến hành ấn nút follow theo dõi, sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp. Các bạn vào request Twitter lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta tiếp tục join làm nhiệm vụ thứ hai, đó là join vào kênh Telegram. Các bạn vào Telegram group, chúng ta tiến hành join này. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào Telegram channel, chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Medium. Các bạn vào follow all Medium. Trường hợp các bạn mà vào Medium không được thì các bạn bật VPN lên giúp mình nha. Các bạn phải IP thì sẽ vào được Medium thôi. Ok, để cho nó load đi. À, được rồi nè các bạn. Thì trên Medium của dự án các bạn ấn vào nút follow nhé. Các bạn tiến hành ấn vào nút follow này, sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Reddit. Các bạn vào Reddit. Thì trên mạng xã hội Reddit các bạn tiến hành ấn vào nút follow theo dõi nha. Nếu mà nó có nút join á thì các bạn trên điện thoại nó có nút join á thì các bạn ấn vào nút join nha. Còn có nút follow thì các bạn ấn vào nút follow nha. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh Discord. Các bạn vào join our Discord. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút Accept Invite, chúng ta chấp nhận join vào nhóm của họ. Ok, thì sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm các bạn ấn nút Submit Your Details, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta điền lại email, thì các bạn điền lại email của các bạn nhé. Sau đó là từ Twitter, username từ Twitter thì các bạn quay trở lại từ Twitter. Các bạn về tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile, sau đó các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó là link profile kênh mạng xã hội Reddit, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Reddit. Thì trên điện thoại các bạn chọn phần dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải, sau đó các bạn chọn vào cái username Reddit của các bạn nhé. Các bạn nhấn vào thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang cá nhân Reddit của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Reddit của các bạn copy lại cái link profile kênh mạng xã hội Reddit của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile kênh mạng xã hội Reddit của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó là Discord username, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Discord. Thì sau đó thì các bạn nhấn vào cái avatar của các bạn nhé. Thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang cá nhân Discord của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Discord các bạn copy lại cái username Discord của các bạn nhé.
Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Discord của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó hỏi chúng ta đã join vào group chưa, thì các bạn chọn vào nút Yes nhé. Và cuối cùng là địa chỉ ví BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok. Ok thì về việc phân phối thì mình sẽ update sau cho anh em nhé. Anh em cứ tham gia trước đi nhé. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào cái airdrop ăn chia 10.000 token NFT, 10.000 NFT và 9.000 token BSBT đến từ dự án Block Support. Cái này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn video tiếp theo.